Sao Hàng Nhiệt Độ Điện xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic TR1 rất là đẹp. TR1 các bác nhá, một con máy full tính năng, mẫu mã đời mới đẹp, giá thành thì rất là rẻ. Cái trước này em bán là 3 triệu bảo hành 12 tháng nhá. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Đấy, biến áp thì các bác mua thì 500.000, 1.500W. Hình thức này các bác nhìn bên em đã làm rất là trắng đẹp rồi. Một con TR1. Cái mẫu này thì bây giờ giá thành nó quá là rẻ luôn. Giá rẻ ngang với cả những các bác khác bán những con Navom. Đấy, một con TR1 mẫu mã đẹp. Đời 2010 các bác nhé. 2010. Máy mẫu mã đẹp luôn, đầy đủ tính năng. Eco Navi, thời gian sấy, các chế độ rửa, tất cả đầy đủ hết, full tính năng. Nội thất răng chỉ đẹp con này, sạch đẹp nhé. Một con TR1 rất là xuất sắc này. Bây giờ trong con này nội thất dây may so thì rất là mới các bác nhé. Này, may so thứ gần như là rất ít dùng luôn. Đây. Nói chung là rất đáng đồng tiền mặt gạo. 3 triệu bạc các bác là có một cái máy rửa bát Nhật rồi. Mọi thứ đẹp, răng chỉ, mọi thứ ngon lành hết. Rửa xếp 12 cái bát con này các bác này, 6 cái cốc này. 6 đến 8 cái đĩa này, đũa thìa này, 3 4 cái bát ô tô này. Bát đĩa hoặc là những cái xoong nhỏ các bác cho đây được hết. 3 tay full. Bất cứ bác hỏi là cho cái viên rửa đâu thì các bác ném thẳng vào trong này cho em nhé. Cứ ném thẳng vào trong khoang này hoặc đây nhé. Chỗ này nó để bột rửa này, nhưng mà mình cho thẳng vào trong thì thực ra cho đây thì nó cũng rơi xuống dưới này. Đấy. Rửa tay full, 3 tay full và hàng full. Nói chung là một con máy rất là đẹp đấy, giá thành 3 triệu nhé. Bảo hành 12 tháng, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.